Thưa quý vị, cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 51 vừa qua với đề tài Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. Bức thư của em, Nguyễn Thái Ân Tâm, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ đã xuất sắc vượt qua hàng triệu bức thư của học sinh cả nước để giành giải nhì quốc gia. Thư gửi Greta Thunberg, tớ là trái đất, hành tinh xanh. Trong hệ mặt trời, tớ được vinh danh là hành tinh của sự sống, nhưng hiện nay tớ đang bị ốm nặng. Bức thư của Ân Tâm đã mở đầu một cách khúc chiết, gãy gọn như vậy. Hóa thân thành trái đất, em gửi gắm những suy nghĩ mong muốn được hành động trước khủng hoảng khí hậu đến Greta Thunberg, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng người Thụy Điển. Chọn một nhân vật quen thuộc trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhưng có lẽ chính cách hóa thân, những ý tưởng sắc sảo đã giúp bức thư của em trở nên khác biệt. Cái ý tưởng của em đến rất là bất ngờ. Khoảng thứ hai thì em của em rất là sốt, dạ, sốt rất nặng. Thì em liên tưởng ngay tới trái đất của mình cũng đang bị sốt và cần được chữa trị giống như em của em. Dạ. Gửi cho nhân vật này thì rất là nhiều bài làm. Nhưng mà hóa thân thành trái đất để gửi cho nhân vật này thì tuyệt vời. Những cái ý tưởng em nó đề xuất ra là nó, thứ nhất là nó vừa sức với cái mức độ của các em học sinh. Thứ hai nữa là nó vẫn có tính khả thi. Thứ ba là nó thể hiện được cái sự quan tâm, cái tầm hiểu biết của em ấy đối với vấn đề môi trường. Không nhận mình là một học sinh giỏi văn, Ân Tâm chia sẻ, em khá ngạc nhiên khi bức thư của mình đạt giải cao đến vậy. Khác với những câu chữ mượt mà, bay bổng thường thấy ở những bức thư đạt giải cao cuộc thi, bức thư của em lại rất khoa học, đam mê địa lý và tiếng Anh. Ân Tâm mong muốn những giải pháp mình đưa ra trong bức thư một ngày nào đó có thể được thực hiện để cứu trái đất. Khi mà em biết đến cuộc thi này, em đã nghĩ ngay tới việc là trái đất của mình như thế nào và con người của mình đã hủy hoại trái đất ra sao. Em gửi tới chị Greta Thunberg tại vì chị là nhà hoạt động nhí môi trường và em muốn chị không chỉ là chị có thể kêu gọi mọi người hãy chung tay nói lên cái ý muốn của mình với các nhà lãnh đạo, mà chị còn hãy hành động vì trái đất của mình, vì thế giới tương lai của nhân loại. Có lẽ điều ý nghĩa nhất mà sân chơi UPU mang lại chính là để học sinh trẻ em trên khắp thế giới được nói ra suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Sự chân thật trong câu chữ, sự sắc sảo trong suy nghĩ, tin rằng sẽ là hành trang để Ân Tâm có thể thực hiện được những ước mơ của mình trong tương lai.